Chào các anh chị, hôm nay mình sẽ chia sẻ về một chủ đề rất nóng hiện nay, đó là cách phòng chống Covid-19, Corona các anh chị nha. Và cái mùa dịch này mình nên làm cái gì? Đó, mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của bản thân, mong các anh chị hãy xem xét và đón nhận nha. Cái gì hay thì mình có thể áp dụng. Đó. Thì gần đây có một cái những cái đoạn ghi âm của một người đàn ông gửi qua rất nhiều, qua Zalo, qua Facebook, và người ta chia sẻ cái cách mà ở bên Trung Quốc người ta có thể vượt qua và kiểm soát cái dịch bệnh Covid-19 bằng cách là làm những cái đồ uống đó. Thì đầu tiên người ta làm cái nước gọi là nước muối các chị. Đây, một chai nước suối bình thường như vậy, và mình cho muối vào bên trong này và mình lắc đều lên. Và sau đó mình súc miệng thường xuyên anh chị nha, súc miệng thường xuyên ngày 3-4 lần, và súc miệng bằng nước muối cho tới khi nào mà mình cảm thấy mình cần phải súc miệng liên tục anh chị nha. Ăn uống tiếp xúc với môi trường bên ngoài, các anh chị nên súc miệng thường xuyên bằng nước muối. Thì nước muối này nó có tác dụng là gì? Nó có tác dụng là diệt khuẩn các anh chị nha, diệt khuẩn. Đó, khi mà mình súc miệng thì cái con virus á, nó mà tiếp xúc với cơ thể của mình, nó qua đường miệng trước, thì cái nước muối này nó sẽ sát khuẩn cái con virus đó, và nó sẽ làm cho con virus đó yếu đi một phần anh chị nha. Súc miệng bằng nước muối thường xuyên đó là cách tốt nhất, cũng là rất là hay anh chị nha. Và tiếp theo thì mình nên có một cái bình nước nóng nha, cái gì nha, giữ ấm. Và mình có thể làm nước trà gừng các chị, trà gừng nó có tính sát khuẩn đó. Và mình nên uống bằng nước ấm các chị nha, không nên uống nước lạnh đó, tại vì con virus này nó rất thích trong cái môi trường lạnh và nó phát tán rất nhanh trong môi trường lạnh các chị nha. Và mình nên uống thường xuyên nha các chị, không để cái họng của mình nó khô đó. Mình uống nước suối thường xuyên các chị nha, nên uống nước suối thường xuyên và đừng bao giờ để cái họng của mình nó khô đó. Và mình cũng không nên là mình phải đi ra ngoài, mình phải đeo khẩu trang cái gì nha, và rửa tay thường xuyên bằng nước xà bông hoặc là nước sát khuẩn, nước rửa tay khô như này các anh chị nha. Đó, và đồng thời mình phải ăn uống đủ bữa, tại vì khi mà mình ăn uống không đủ bữa thì cái cơ thể của mình, cái sức đề kháng nó sẽ giảm xuống, và dẫn đến rất cái môi trường con virus nó tấn công rất kinh khủng khi mà cái cơ thể của mình yếu. Cái lý do tại sao ở Italia và ở Trung Quốc có nhiều người chết vì cái bệnh này, bởi vì rất nhiều người già đó. Người già thì cái sức đề kháng nó rất yếu các anh chị nha. Và cái thứ hai nữa là mình nên mua một cái bảo hiểm virus. Tại vì sao? Khi mà mình nằm viện á, thì có cái bảo hiểm nó sẽ hỗ trợ mình một phần kinh phí các anh chị nha. Mặc dù hiện tại thì nhà nước mình đã chữa trị cái bệnh Covid-19 này là miễn phí, tuy nhiên nếu như các anh chị được một cái khoản hỗ trợ khác thì nó sẽ rất tốt cho gia đình, đặc biệt là khi mình không đi làm nữa, mình là người lao động chính của gia đình thì mình không đi làm, mình nằm ở đó không có một khoản thu nhập nào khác để hỗ trợ cho gia đình của mình, những cái người đang phụ thuộc vào mình, thì cái việc mà mua bảo hiểm Covid-19 rất cần thiết các anh chị nha. Khi mà mình mua bảo hiểm chỉ có gói là khoảng hiện tại mình đang mua cái gói là 200.000 cho người lớn tuổi các anh chị nha, và được bảo vệ 1 năm, và một cái gói là 99.000 bảo vệ cho 3 tháng. Thì cái khoản đền bù tuy nhiên nó không bao nhiêu, nhưng nó sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều các anh chị nha. Nên mua bảo hiểm, và các anh chị nên mua những cái thứ cần thiết cho mình, ví dụ như không nên mua mình cần phải tiết kiệm lại các anh chị, đừng có mua những cái đồ xa xỉ các anh chị nha. Trong thời dịch bệnh này thì mình nên mua những thứ cần thiết thôi, nhu yếu phẩm thôi. Đó, ở bên nước ngoài người ta giàu như vậy, người ta còn chi tiêu tiết kiệm lại, thì ở Việt Nam mình càng cần phải chi tiêu tiết kiệm lại hơn. Đó, đồng thời các anh chị nhớ tăng cường sức đề kháng bằng cách là uống những cái nước trái cây, những cái loại vitamin các anh chị nha. Và nếu như các anh chị không làm được thì các anh chị có thể mua những cái hộp vitamin đóng gói sẵn như vậy này, là những cái viên nén lại, đó là những cái loại vitamin rất tốt cho mình nha. Đó, mình cũng mua cái loại vitamin này và bổ sung thường xuyên,
giúp cái cơ thể của mình nó tăng cường sức đề kháng, và đồng thời các anh chị nên vận động để mình cơ thể của mình nó sẽ dẻo dai và cái sức đề kháng nó sẽ tăng lên đó. Và mình không nên đi ra ngoài nhiều trừ khi những cái việc cần thiết anh chị nha. Nhiều khi mình tiếp xúc với những cái người mà cái người đó tiếp xúc với rất nhiều người khác mà mình không kiểm soát được, mình tiếp xúc với một người và một người đôi khi người ta tiếp xúc với cái người bệnh mà mình không có biết, người ta tiếp xúc với bao nhiêu người mà mình không biết, và đôi khi mình nhiễm bệnh và cái người đó nhiễm bệnh nhưng không mình không có biết được cho tới khi nó phát bệnh ở cái gì nha. Và cái con virus này nó phát bệnh rất lâu, nó có thể tới 14 21 ngày tùy tùy người nha các chị. Cơ thể khỏe mạnh thì nó sẽ phát bệnh lâu hơn đó. Thì các anh chị nãy giờ mình chia sẻ là một số điều như là mình làm chai nước muối các chị nha, súc miệng thường xuyên, và có một cái chai nước giữ ấm mình làm trà gừng để uống cho cơ thể của mình nha, và nước sát khuẩn các chị nha, nước sát khuẩn hoặc là nước rửa tay thường xuyên các chị nha, và nhớ đeo khẩu trang các chị nha, và nhớ uống nước thường xuyên để cái miệng của mình nó không bị khô các chị nha, và nhớ bổ sung vitamin và khoáng chất như là những cái loại nước uống trái cây hoặc là những cái viên nén các chị nha, và nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng có đi ra ngoài nhiều trừ khi những việc cần thiết các anh chị nha, hạn chế tiếp xúc với những người nhóm đám đông đó. Và về chi tiêu các anh chị nha, mình nên mua bảo hiểm, mình nên mua bảo hiểm có 200 ngàn thôi, 200 ngàn mình bảo vệ một năm luôn, và mình tránh chi tiêu những cái đồ không cần thiết đó. Mùa dịch này đừng có mua những đồ không cần thiết, mình chỉ cần mua những cái nhu yếu phẩm của mình, đừng có mua sắm nhiều cái gì nha. Và hy vọng những cái điều mà mình chia sẻ sẽ giúp ích cho các anh chị trong mùa dịch này. Xin chào và hẹn gặp lại.